Lai thì cây kia nó kéo hơn cả đây nhiều. Tương lai là cây kia nó kéo hơn. Để cháu này thấy là chú có thiện cảm với cây kia. Cây kia thì nó nhỏ. À, nhỏ hơn cây đây. Cây đó thì diện anh liền. Cảm ơn vợ chồng anh Đa nha. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái sản phẩm này này. Anh Đa như nhân chặt tiến Đồng Nai. Trước anh đã mua một sản phẩm rồi, hôm nay anh tiếp tục mua cái sản phẩm thứ hai này. Em chia sẻ cái video này để cho anh chị có xem được thì cũng thấy là cái cây của mình đang được em cùng với chú nhà vườn để bó bầu nhé. Bó bầu thì em cũng tranh thủ bởi vì mỗi lần ra vườn nó xa, còn công việc ở nhà nữa, làm rất là nhanh. Để em trở về rồi còn đóng thùng, đóng đồ, mấy cái cây này đóng rất là kỹ, rất là kỹ công. Đây anh Đa nha, đó, cái cây của anh này. Em cũng chia sẻ như các cái sản phẩm khác đấy. Cái sản phẩm này đây, cái cây rồi đến cái lá này nó đỏ lâu rồi chú ạ. Đó, lá này nó đỏ không phải 10 ngày nữa chứ. 10 nửa tháng nữa chứ. Ồ, tháng nữa. Cái thời điểm nó mới đâm đọt chắc nó đỏ chét luôn cái cây luôn quá. Cây đây mà vô vùng Đồng Nai là nó đã vào giọt mưa rồi. Phát luôn. À, nó phát được phải chú. Hôm nay em ra là không thấy nó nắng. Đó thì chú đang chia sẻ nó là cái cây này mà vô Nhơn Trạch Đồng Nai á thì nó gặp mưa nữa là nó phát nhanh lắm. Ở trong đấy là chú mưa nhanh nghề mưa là trong đấy chú ý bằng đêm nó mưa nhiều, chiều mưa nhiều. Thì đây cũng nhân tiện cái video này thì chia sẻ thêm cho cô chú anh chị và các bạn một số các sản phẩm dạng đó nha. Cái dạng đây này, cây đây cũng dạng huyết long này, nhưng mà điều cái lá thì bây giờ nó đã ấy rồi, nó đã xanh đi tương đối rồi. Đây cả nhà xem này, cái củ này nha, đây này củ này cả nhà này, em soi cái củ cho cả nhà nha. Đây, cái củ này, cái tay em cầm này, cái tay cầm vừa mới chạm nha, cố gắng này nó mới chạm được cả nhà. Củ tương đối đẹp nha. Chi đây nha cả nhà, chi này. Một chi này. Hai chi nha. Ba chi này cả nhà này. Ba chi này. Bốn chi này, năm chi bên kia, cái chi thứ năm bên kia, sáu chi, bảy chi. Cái chi đây thì hơi nhỏ này cả nhà, cái chi đây hơi nhỏ, 8 chi, 9 chi. 10 chi vào một đọt nhưng mà bị cái chi đây thì hơi đỏ này cả nhà, hơi nhỏ. Chi đây nó bị nhỏ tốt. Bị mất một cái chi nhỏ nha. Nhỏ. Chi gần đọt nhỏ nhưng mà cây đây được cái là cái tổng thể cây này thì đẹp. Đây này, cái bộ đế này cả nhà này. Đó cái bộ đế này cả nhà nha. Đó. Đó, đây. Đây đó, đây, cái cây đây nó cũng vậy nè cả nhà. Cây đây thì nó được cái bộ đế này. Nó đâm từ trong thân ra nó vẫn đỏ này cả nhà nha. Đâm từ trong chứ gốc lên nó vẫn đỏ này. Đế này cả nhà này nha. Đế này. Cây đây. Đó. Lô đây là lô mai bông trùm nha. Bông trùm theo chia sẻ của nhà vườn đó. Này. Đỏ nha cả nhà. Đó. Nhiều các cái sản phẩm để em giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Để chúng ta được thì chúng ta giao lưu. Và không được thì chúng ta coi cho nó vui thôi chứ không có gì đâu cả nhà. Đó, cây đây thì các chi các tàn nó được rồi cả nhà này, chi các tàn này. Đây, cái sản phẩm đây nữa cả nhà này, sản phẩm đây nữa cả nhà này, đó đây này, sản phẩm đây thì nó đây cả nhà xem này, này đế này cả nhà này, đây nha đế này. Đế này xù nha, nó bắt đầu xù rồi cả nhà xem này. Đế xù nha. Đó. Đây cả nhà này, đây này. Chi này, chi thứ hai này. Chi thứ ba này cả nhà này. Chi thứ ba nha. Chi số 4 này. Số 4 này. Số 5 này. Chi số 6 này cả nhà này. Chi số 6 này. Chi số 7 này. Chi số 8 này. Chỉ số 9 này, chỉ số 10 này. Và một cái đọt nha. 10 chi vào một cái đọt. Cây đây là cái tổng thể tương đối rất tương đối cân xứng mà đẹp nha cả nhà. Đó. Rất là ok nha cả nhà. Cho cái sản phẩm mài giáo giang long này. Đó.
đọt nó ra thì nó cũng đỏ như cả nhà này, mà giáo răng long đọt đỏ này cả nhà này, điều nó không sậm như cái kia thôi nhưng mà nó cũng đọt đỏ này cả nhà này, giáo zin nha, bông trùm nha cả nhà. Đó. Để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo. Wow, cái cây này cái bộ đế này cả nhà, cây này cái bộ đế này cả nhà xem này, kinh khủng đế này cả nhà, đây cả nhà xem nha. Đó, đế này nha, đây đây nhà cả nhà xem nha. Đó, em giới thiệu một số các cái sản phẩm đây nha, đây số sản phẩm mai giáo đó, giáp với cái cây đi nhơn trạch của chú Đa này, của vợ chồng chú Đa thì có cái cây đây nó cũng ấy này, cây này nó đọt đỏ này, cái đây cũng đỏ này nha. Thì đây cái này, đây này cái bộ rễ của nó này. Này, em cho cả nhà coi sơ sơ cái bộ rễ cái cây này nhé. Đây này thuần huyết long thuần nhé, này chi này cả nhà này, chi này, chi đây, chi đây, chi đây, chi đây, ba chi sáu chi chín chi cái này có chi ông gọi vào ba chi lượt, ba chi lượt, ba chi lượt, ba chi một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, bảy chi, tám chi, chín chi, mười chi với một cái đọt nha cả nhà, mười chi với một cái đọt. Đó là sản phẩm đây này, huyết long này cả nhà xem cái lá này, long thuần nha. Đó là cái sản phẩm huyết long này, đây cũng huyết long mà điều nó đây này, cũng huyết long mà điều nó đỏ ít, nó đỏ ít, nó không có đỏ rực như là cái cây kia. Dòng lá to nó dãi về, dòng lá to nhưng mà nó khi nó mới đâm lá nó có đỏ nhiều chứ, đỏ nữa, đỏ nhưng mà nó không có thuần, nó không có đỏ như cái cây đây. Nó ra lá non ít hơn mấy thành lá đỏ quá thì nó ra lá non nhiều, mình thấy nó đỏ. À. Đấy chưa, đấy giờ mình sẽ rửa ràng cái này. Đây nhà anh, cái sản phẩm của anh đã được em cùng với nhà vườn đã đóng bó bầu làm xong rồi. Đó, em chia sẻ để cho anh chị cùng xem nhé. Đó. Hồi nãy đây em cũng chia sẻ thêm một số các cái sản phẩm đang có tại nhà vườn để cho khán thính giả nếu ai có nhu cầu thì chúng ta mua. Còn nếu không có nhu cầu thì cùng giao lưu các cái sản phẩm mai đẹp của nhà vườn nhé. Ồ. À cái đây thì đó. Thì tốt nhất á, nhà vườn cũng nói chia sẻ trên cái video trước đó là chúng ta nên dùng kích rễ nha, đừng có dùng phân nha. Và một ngày nếu mà một ngày chúng ta chỉ tưới khoảng độ 1 lít nước thôi, tùy theo điều kiện thời tiết. Nếu mà trong mát thì chúng ta có thể tưới không tới 1 lít. Đó. Bỏ một cái dơm này cái gì cho nó ấy chút. Đây này, bỏ vào trong. Nó êm cây, êm. Kêu dùng. Đúng rồi, đẩy nó. Đấy, cho nó êm cây. Ba dòng để nó ấy con hai ba dòng để nó chắc ăn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha, cảm ơn anh chị vợ chồng anh Đa nha đã ủng hộ em cái sản phẩm giảo bông trùm đó cả nhà, rất là nhiều các cái sản phẩm mai đẹp vẫn đang còn ở nhà vườn nha. Khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em, chú cho cái lỗ đó cho nãy cho cháu chút. Cắt chú bọc mình cái lỗ không à? Khách hàng có thiện chí thì cứ điện thoại nhắn tin cho em nhé để chúng ta sở hữu các sản phẩm mai đẹp của nhà vườn nhé. Kính chào tạm biệt cả nhà nhé và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye cả nhà.